Xin rất cảm ơn người bạn đã đến đây. Thế có chuyện đó các bạn đây. Hôm nay thì mình sẽ chuyển chủ đề qua xuống M4A1 nha. Vâng, là M4A1 của Mỹ. Thế như mình biết thì đúng là của Mỹ. Và không nhiều nữa, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Trước tiên mình sẽ làm các phụ kiện trước. Trước tiên là cái này cầm một cái ống và một miếng nguồn nhân này gắn vào với nhau. Sẽ ra đây cả phụ, mình sẽ để tạm hơn đây. Tiếp theo là cái scope, cũng hai chi tiết. Cái này thì mình sẽ không nói nhiều nữa. Và mình đến 21 tháng nào. Đây, kết quả nó như thế này. Đây là nằm ngang nha. Nằm dọc này. Được xong. Đấy. Tiếp theo sẽ cái phần băng đạn. Rất nhanh thôi mà. Đạn cũng không có gì khác lắm, là hai mảnh nhân một gắn vào. Và một cục một nhân 2 gắn vào, một mảnh 2 nhân 1 nữa hoặc gắn vào đấy. Và xong phần băng đạn, giờ chuyển đến phần dài nhất là cái phần thân, làm từ đầu nào trước nha. Các bạn lấy ba cái ống, các bạn gắn vào nhau, kết quả sẽ là được cái nòng. Các bạn lấy thêm một nhân 1 nữa, có nốt đấy nha. Các bạn lấy thêm một miếng nguồn nhân 1 và một miếng nguồn nhân 1 nữa, hơi rong rong này, gắn vào để cái phần cao hơn trước không phải nhiệt. Đây là kết quả. Đấy. Các bạn gắn vào liều cái phần này. Tiếp theo là lấy một cục nguồn nhân 1 bốn mặt, các bạn thêm một cục nguồn nhân 4 mặt nữa. Các bạn lấy thêm một nhân một không có gì hết, gắn vào trên cái cục muối nhân ở mặt này. Các bạn lấy một miếng một thanh 4 nhân 1 gắn vào, không thấy cái nút này không, các bạn lấy cái đây có lỗ luôn, gắn vào này, này, này như này, như này đấy. Rồi các bạn gắn tiếp vào bốn mặt đều được bao quanh với nút thanh 4 nhân 1 đây. Cho các bạn lấy thêm thanh 1 nhân 1 nữa là xong. Nếu 1 x 1 thì đúng hơn. Đây. Rồi các bạn gắn một cái đầu vào. Thì các bạn mổ và các bạn để cái đầu nhọn này gắn đầu nào cũng được. Đây. Để tạo xong đây là phần sau. Nhất là từ phần báng trở lên nha. Các bạn gắn 3 x 1 1 x 2 x 1 gắn vào đằng sau. Các bạn thêm 1 x 1 x 1 nữa. Có độ phẳng, độ dốc dốc, hơi dốc dốc này. Đấy. Mình không có cái ngắn ngắn như thế này, ngắn hơn, dài hơn một tí của cái này này, dài hơn một tí. Và cái này là cục 2 x 2 nha, không phải là cục 1 x 2 đâu. Cục này hơi dài, nếu các bạn có ngắn hơn các bạn có thể gắn vào ngắn nhưng mà dài hơn cục ngắn tí này. Các bạn lấy một cái ống nữa gắn vào đầu đấy. Rồi các bạn lấy một cái 2 x 1 các bạn gắn vào. Các bạn lấy hai cái miếng như là hai cái miếng là một tay cầm miếng cầm xuống trước đấy. Các bạn gắn vào hai có hai nút ngược nhau ha. Đấy, các bạn lấy thêm một 2 x 1 nữa, các bạn đắp lên trên đòn như thế này, thêm một cục 2 x 1 nữa. Tiếp theo thì các bạn sẽ lấy một cục hai cục 1 x 1 đều có nốt giống nhau, chĩa hai hướng như ở hai ở đây này, cho phần trên để làm scope và phần dưới để làm mắt lại nha. Đoạn gắn thì mình lấy 2 x 1 vào. Đây, để các bạn một cái 2 x 1 có đúng một cái nút ở giữa và gắn vào. Các bạn lấy con cùng 1 x 1 gắn vào một cái 1 x 1 có khoảng gấp, gắn mình cái này đây đó, chéo trước này. Rồi các bạn lấy một miếng 2 x 1, các bạn có một cái nốt chính giữa này càng tốt để gắn vào cái lỗ này cho nó đỡ bị dễ hai ngang, cái cần kéo xuống lúc trước khi đứng nước. Các bạn theo đây hai phần gắn lại với nhau, nghe được cái phần súng nó khá là dài nha các bạn. Nếu mà các bạn này ngắn đi một tí ít thì tốt, một chút mà không có các bạn gắn cái băng đạn giữa này, giữa gắn giữa đấy. Cho các bạn lấy scope cũng ở giữa luôn,
Và có một quy trình gắn cô bộ động được cái tay cầm hạ gắn đây. Thế là đã xong một khoảng 1 4 a 1, và nhân tiện vịt mình sẽ giới thiệu luôn cái con spinner này. Con này thì mình tự làm trong nước giải mà giải dỡ sinh ra nông nổi đấy bạn đấy. Vậy mình sẽ làm video riêng về cái spinner này sau. Đây là thành quả sau khi là xong khoảng 1 4 a 1. Nếu các bạn thích video thì hãy nhấn like, subscribe và đăng ký kênh để nhấn thêm nút chia sẻ để mình ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.